Thưa quý vị và các bạn, nhờ hưởng lợi từ Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 và kết luận số 65 của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 10 năm 2019 về phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã Đắc Rova, thành phố Kon Tum đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua, tạo đà cho xã đặc biệt khó khăn này có cơ hội đổi thay và phát triển. Những năm trước đây, xã Đắc Rova, thành phố Kon Tum gặp nhiều khó khăn về giao thông bởi dòng Đắc La cách trở. Việc Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng cầu treo Con Clo và tỉnh lộ 671 nối hai xã Đắc Rova và Chư Reng với quốc lộ 14 đã kết nối giao thương của xã với các địa phương khác. Tuy nhiên, hệ thống giao thông này vẫn chưa đáp ứng tốt việc phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Vào đầu năm 2021, khi công trình đường tránh phía đông của thành phố Kon Tum đưa vào khai thác, cùng thời điểm đó, công trình cầu số 1 vượt sông Đắc La hoàn thành đã góp phần đưa xã Đắc Rova thành tâm điểm của trục giao thông phía đông thành phố Kon Tum. Tức là mình đi làm phải đi bộ đi tới sông là mình phải qua với thuyền á. Sau đấy mình đi làm tới rồi là mình nếu mình làm mùa lúa là mình phải con lúa tới sông là mình phải đi thuyền mình qua sông đó. Nên bây giờ là cũng đi cũng dễ hơn. Có cái cầu nhà nước đang làm 4 cái cầu rồi. Mình đi cũng có dễ mà bà con cũng có xe máy đi, dân bây giờ cũng phấn khởi chứ, nhưng mà có đi làm cũng dễ, đi này đi kia cũng dễ. Đắc Rova là tên gọi của dòng suối chảy từ xã Chư Reng đổ ra sông Đắc La đi qua làng Con Sri. Vào năm 1996, khi thành lập xã Đắc Rova trên cơ sở chia tách từ phường Thắng Lợi, tên của dòng suối đã được chọn để đặt tên cho xã. Thời điểm mới thành lập, đời sống bà con xã Đắc Rova gặp nhiều khó khăn do giao thông cách trở, trình độ lao động sản xuất của bà con hạn chế. Có thời điểm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60% số hộ trong xã. Thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 và kết luận số 65 của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 10 năm 2019 về phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã Đắc Rova được quan tâm đầu tư về mọi mặt. Giai đoạn 2016-2020, xã được quan tâm đầu tư hàng chục tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia để xây dựng kết cấu hạ tầng, khu dân cư và phát triển sản xuất. Ngoài ra, bà con được tín chấp vay trên 14 tỷ đồng để phát triển kinh tế hộ, từng bước nâng cao thu nhập. Qua quá trình triển khai thực hiện thì xã đạt được một số cái thành tựu nổi bật. Thứ nhất là về nông thôn mới thì hiện nay xã đạt 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Và cuối năm 2021 thì xã sẽ đạt 14 trên 19 tiêu chí. Về tỷ lệ hộ nghèo hiện nay thì giảm còn 6,9%. Nhờ có cái công trình dự án triển khai trên địa bàn mà hiện nay người dân đã biết tận dụng cái thời cơ thách thức cũng như là các cái cơ hội để đầu tư rồi phát triển kinh tế của hộ gia đình. Trong quá trình xây dựng và phát triển, cấp ủy chính quyền xã Đắc Rova chú trọng giúp bà con phát huy nguồn lực về đất đai màu mỡ, về cảnh quan đẹp, về văn hóa truyền thống để cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo. Sự thay đổi ở thôn Con Sri là tiêu biểu. Trước đây, phần lớn diện tích ô nà ven sông bà con thường cho thuê và chỉ sản xuất cây mì, cây bời lời trên diện tích đất đồi núi. Phương thức này dẫn đến nhiều hộ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, nhưng thu nhập không cao. Khi được nhà nước đào tạo nghề, hỗ trợ cây con giống, vốn sản xuất, bà con thôn Con Sri tự tin trồng rau đậu trên đất ô nà gắn với phát triển chăn nuôi. Nhờ vậy, năm 2020, thôn chỉ còn 10 hộ nghèo trong tổng số 170 hộ. Mục tiêu của thôn trong năm 2021, phấn đấu không còn hộ nghèo. Các mô hình bây giờ trồng trọt, chăn nuôi cũng rất là nhiều. Mỗi năm rất là nhiều các mô hình. Mô hình ở đây thì có mô hình trồng mắc ca này, trồng cà phê này, trồng cái cây ăn trái, các loại luôn. Còn về chăn nuôi thì cũng có các mô hình gà này,
heo, bò, dê, rồi vân vân. Đất ô này trước đây thì là do họ cho dân bên ngoài thuê, bây giờ là họ lấy về lại, họ trồng lại những cây gọi là có năng suất cao, có người trồng rau, người trồng cái mấy cây ăn quả. Nhờ sự tiếp sức của Đảng, Nhà nước, nhiều hộ gia đình ở thôn Con Cơ Tu của xã Đắc Rơ Va có cơ hội thoát nghèo. Trong đó có gia đình anh A Dương. Hiện nay, nhà anh có 1 hecta cao su, 1 hecta bời lời, 2 hecta mì và chăn nuôi 2 con bò. Năm 2020, anh thoát được hộ nghèo. Tháng 8 năm 2021, anh mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ ngân hàng kết hợp với nguồn tích lũy của gia đình để xây dựng một căn nhà sàn trị giá trên 200 triệu đồng. Anh A Dương cho biết, việc xây nhà không chỉ để gia đình an cư, lạc nghiệp mà còn phục vụ cho phát triển kinh tế. Nếu mà nhà nước không giúp tôi thì tôi không thể thoát nghèo được. Giờ thì nhà nước giúp cho giống cao su, rồi trồng giống cao su, rồi cây bần lời. Nên bây giờ tôi cố gắng cũng thoát nghèo, cũng được rồi. Cố gắng làm cái nhà rồi để mà có cái hướng bên du lịch homestay. Làng Con Cơ Tu, nơi anh A Dương sinh sống, có gần 150 hộ, trên 900 nhân khẩu dân tộc Ba Na. Mục tiêu của thôn là thoát khỏi khu dân cư đặc biệt khó khăn trong năm 2022. Thôn vẫn còn là thôn đặc biệt khó khăn, nhưng mà về cái cơ hội để mà thoát được cái hộ nghèo, hộ cần nghèo trong cái thời gian tới thì nó sẽ có cái rõ ràng hơn, do là thôn được nhà nước quan tâm đầu tư các cơ sở hạ tầng, cũng như là thành lập cái làng du lịch cộng đồng. Khi nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 và kết luận số 65 của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 10 năm 2019 đi vào cuộc sống, không chỉ kết cấu hạ tầng nông thôn ở xã Đắc Rơ Va được đầu tư, mà nếp nghĩ cách làm của bà con cũng thay đổi rõ nét. Nhiều hộ gia đình đã chủ động chuyển đổi sản xuất từ thuần nông nghiệp sang làm dịch vụ. Theo đó, các ngành nghề truyền thống như làm rượu cần, đan lát, dệt thổ cẩm, treo thuyền độc mộc trên sông được bà con khai thác thành sản phẩm hàng hóa để phục vụ du lịch. Nhiều gia đình đã có thu nhập cao nhờ chuyển đổi hẳn sang làm dịch vụ du lịch cộng đồng. Hồi xưa thì chúng tôi thì để hoang hoặc là trồng những cây nông sản không có giá trị. Còn thay vào đó, bây giờ thì chúng tôi cải tạo và trồng những cây ăn trái, các loại cây rau, quả phục vụ ẩm thực mỗi khi du khách tới. Còn về du lịch thì ở trong thôn thì chúng tôi cũng đã được nhiều lần được tham gia các lớp tập huấn. Bản thân thì hiện giờ cũng đang làm cái homestay, cũng như một số hộ khác trong thôn thì cũng đi vào xây dựng các khu homestay để phục vụ hoạt động du lịch. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi xã Đắc Rơ Va được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu du lịch đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao. Đây là cơ hội và cũng là thách thức lớn đối với cán bộ và nhân dân của xã. Thách thức đó là một phần diện tích đất sản xuất của bà con nằm trong diện thu hồi phục vụ cho dự án, làm ảnh hưởng đến sự ổn định về lao động sản xuất của bà con. Cơ hội đó là kinh tế, xã hội của xã sẽ phát triển khi được đầu tư một dự án quy mô lớn, phát triển ngành nghề dịch vụ, cơ hội có việc làm đối với một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ đền bù từ dự án cũng là nguồn lực giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, nắm bắt thời cơ. Phát huy lợi thế cũng là định hướng mà Đảng ủy, chính quyền xã Đắc Rơ Va chú trọng. Triển khai thực hiện tốt cái cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, là tiếp tục là vận động nhân dân sẽ chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang thương mại dịch vụ, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tập trung mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng xã Đức Rơ Ba đến năm 2022 về đích nông thôn mới. Sự đổi thay và phát triển của xã Đức Rơ Ba không chỉ đem lại niềm vui, sự phấn khởi đối với người dân trong xã, mà còn khẳng định chủ trương của Đảng về phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được tỉnh Kon Tum nói chung và thành phố Kon Tum nói riêng triển khai có hiệu quả.